Xin chào tất cả mọi người đã đến với Trần Minh Kha Official. Thì hôm nay một ngày đầu tuần, mọi người rất là bận bề công việc. Đó, thì bây giờ tình hình chung của cả nước, mọi người đang vung tay tất cả để chống lại đại dịch. Thì có những khó khăn nhất định, ngoài những miếng ăn thì chúng ta sẽ còn những chỗ ở nữa, đủ thứ chuyện hết. Đó thì hôm nay Kha sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà gọi là, phải nói là một căn nhà ước mơ trong tầm tay của biết bao nhiêu người. Hôm nay sẽ dẫn mọi người vào xem ha. Đây, căn nhà có diện tích là bề ngang 5m, bề ngang được 5m. Phía trước là có vàng hoa mướp, rất là dễ thương. Đây có dưa hấu nữa nha mọi người. Wow, trái dưa hấu rất là đẹp luôn. Vậy mà một căn nhà phải nói là rất là dễ thương, nhưng mà vì đại dịch chủ khó khăn nên phải đành bán ạ. Cho nên dẫn mọi người vào trong xem. Đây, tôn đồ thì mới, rất là mới luôn, khỏi sợ lo dột gì hết. Cửa nẻo sườn, chỉ tiếc một điều là mình chưa có tô bên ngoài để mình sơn thôi ha. Nhưng mà như thế này cũng là một ngôi nhà đơn sơ, một ngôi nhà thật là ấm áp. Không phải vì nhà càng cao cửa càng rộng mà chúng ta được nhiều hạnh phúc. Như thế này có một nơi rất là yên bình, sẽ có những hạnh phúc không thể nào tưởng nổi. Đây, bước vào trong. Một không gian vừa đủ để cho hai vợ chồng và cả hai con ở. Rất là đẹp luôn. Cửa sổ bên hông. Đây, có một chiếc cửa gió. Đây là phòng ngủ. Phòng để mọi người có thể là tối đến mình ngủ tại đây, cũng có một chiếc cửa gió. Vì khó khăn nên chủ đành bán ngôi nhà này với giá chỉ có 400 triệu thôi ạ. Kha cảm thấy rất là ok luôn á, nhưng mà ngôi nhà này cảm thấy là cũng như là một ngôi nhà của bản thân Kha cũng mơ ước luôn, nhưng mà tại vì điều kiện chưa có thôi ạ. Cửa phía sau. Đây, cửa phía sau có chốt khóa. Chỉ tầm 400 triệu thì chúng ta có đủ đầy đủ hết rồi. Cửa nẻo không. Chiều dài miếng đất này đến 50m được mọi người ạ. Đến 50m. Đây, phía sau chủ có trồng hoa luôn, hoa màu luôn, rất là dễ thương. Không đẹp, không lung linh, nhưng rất là dễ thương ạ. Rất là ấm cúng. Thế sẽ dẫn cho mọi người đi hết đất luôn ạ. Phía sau này chúng ta có thể là canh tác, trồng thêm hoa màu để đem ra chợ bán, tại vì chợ rất là gần luôn, cũng có một thu nhập kha khá. Một phòng vệ sinh được đặt cách biệt ngoài luôn, khỏi sợ hôi hám, khỏi sợ ô nhiễm hay gì đó. Chủ này cũng rất là kỹ. Bên hông ganh miếng đất của chúng ta, chủ cũng đã làm rào kiên cố B40. Cháy luôn. Chúng ta sẽ đi hết phía sau miếng đất luôn. Rất là dài. Tại vì hôm nay đại dịch, Kha biết mọi người cũng khó khăn, nên Kha, bản thân Kha rất là muốn giới thiệu cho mọi người những sản phẩm nào gói ghém nhất, tiết kiệm nhất, ít tiền nhất, nhưng mà hiệu quả thì là cao nhất.
bèo hút mười hết. Có măng non ăn luôn nha mọi người. Măng này là cũng đặc sản của Tây Ninh luôn đấy. Đây có măng rất là nhiều luôn. 400 triệu chúng ta có nhà, có đất nè, có hoa quả nè, có măng nè. Và đặc biệt căn nhà này rất là gần trung tâm luôn. Bây giờ Kha sẽ dẫn cho mọi người từ căn nhà bước đến chợ, nó có xa hay không. Và căn nhà này nằm trực thuộc tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Lợi Thuận cũng là một đề án rất hot trong năm sang năm, nghĩa là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sẽ về xã Lợi Thuận. Đây thì một thời gian không lâu xã Lợi Thuận sẽ được nổi tiếng. Bây giờ Kha sẽ di chuyển từ căn nhà ra đến chợ xem có gần hay không ha. Xin mời mọi người vào quan sát những cảnh vật xung quanh căn nhà mình có vui hay không. Đây, nhà rất là đông luôn, tứ phía dường như chỗ nào cũng có dân cư hết á, vì ngay chợ mà. Đường thì rộng tầm khoảng 5 mét á, xe du lịch chạy thoải mái luôn nha mọi người, rất là đông luôn. Nghe hiểm chợ của xã Lợi Thuận, chợ Bầu Gõ, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Rất là vui luôn à mọi người. Tầm 300 mét là chúng ta đã đến được chợ rồi. Đây, phía trước chúng ta là chợ Lợi Thuận, chợ Bầu Gõ đó. Cái nhà này rất là thích hợp cho anh chị nào mà đi làm xí nghiệp hoặc là công ty. Ngay đây thì chúng ta chỉ cách trung tâm Bùng Binh thị trấn Bến Cầu chỉ tầm khoảng 3 km thôi nha quý vị, và cách cầu vượt Củ Chi khoảng tầm 50 km. Đây là chợ rất là sung túc luôn. Nếu anh chị nào muốn kinh doanh bán rau bán cải thì sáng sớm mình có thể ra đây mình bán luôn ha. Phía trước chúng ta là trường tiểu học xã Lợi Thuận, rất là tiện luôn, gần trường học gần chợ. Và bên trái chúng ta là ủy ban nhân dân xã luôn. Trăm triệu hãy nhấc máy gọi cho Kha số điện thoại 0795 408 324, và đừng quên một like đăng ký để theo dõi những sản phẩm tiếp theo. Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt đẹp.